và sẽ test đã, cái gì cũng thế, cứ test cầu chắc cú thì mình đánh nó mới dễ được đúng không anh em. Lẻ này, chẵn này, chẵn tiếp này, cầu đang chạy 1-2 khá là êm mình em ạ. Cứ test cầu chắc đã, vốn nhỏ thì mình cứ bình tĩnh thôi, vốn nhỏ thì mình cứ bình tĩnh thôi. Đảo thế nào chuẩn thế đấy anh em ạ. Ok, tay này sẽ là cầu 1-2-3 này. Đúng thì tay này nó sẽ bẻ về chẵn nha. Oh my god, bệt à, bệt à, bệt không, không bệt anh em ạ, tưởng là bệt cơ. Giờ test tiếp nha, test nào, test chắc cầu vào đánh. Ba chẵn này, bốn chẵn này, bệt không, không bệt, bốn chẵn là không bệt à. 4-2-1 này, 2-2 này, 2-3 này, 2-4 này, bệt không? Rồi bắt bệt nha, tên này bắt bệt nha. À, bắt 200k bệt trước. Chọn bệt luôn. Xuống 50k bắt bệt. Oh my god, mình tính là bắt bệt đều tay khoảng tầm 3 tay thì mình sẽ ngưng sẽ test, nhưng mà nó chỉ bệt đúng một tay nữa thôi anh em ơi. Cũng khá là khoai nhá. Cũng khá là khoai này, chưa gặp cầu 1-1 nào. Lại ba con chẵn rồi, ba chẵn một lẻ, hai lẻ, ba chẵn hai lẻ, thế là cầu 3-2-1 à, bắt luôn tay này chẵn này, chuẩn chẵn luôn. Cầu 3-2-1 thì tay này nó sẽ phải lẻ tiếp nha anh em nhé. 50k lẻ nào, chuẩn chưa, ôm cầu quá chắc đúng không, và bắt thêm một một tay này về bên chẵn nữa, gấp thêm lên, quá chuẩn, tuyệt vời. Ok, sẽ về 20k và bắt bệt 1-1 xem nào. Ok, vậy là đúng bệt 1-1 rồi. Bắt bệt 1-1 nha anh em nhé. Bắt đến khi nào cầu 1-1 nó gãy thì thôi. Đấy, anh em cứ khi mà nó xuất hiện cầu 1-1 này rồi thì anh em cứ test, à xin lỗi anh em là anh em cứ bốc cho mình 50k thôi. Đến khi nào cầu gãy thôi đấy, ví dụ như cái trường hợp này thì cầu nó gãy rồi thì mình sẽ ngưng lại. Đấy, cầu nó gãy thì sẽ ngưng lại, tiếp tục test nào. Test cho nó ra bã ra khoai, ra bã ra khoai đi anh em ạ. Cầu 33. Tay này chắn nữa thì bắt 33 nhá, không phải là 33 nhưng 311. Cái dạng dạng 311 này thì tay sau mình sẽ bắt lẻ được này. Không chắc chắn lắm đâu anh em ạ. 311 thì tay này bắt chẵn tiếp này. Tay này bắt chẵn 100k là đẹp. Chuẩn luôn. Ok. Về nếu như mà đúng cầu nhá, đúng cầu thì đây sẽ là cầu 321 tách đây các bạn. Đúng cầu 3 sẽ 321 tách đấy. Test đã. Test về lẻ không? Không về lẻ đấy, cẩn thận đi anh em ạ. Đừng để bị lừa. Đừng để game nó lừa anh em. Chẵn này. Lẻ này, đang chạy 21 này. Chạy 1-1 rồi. Lẻ. Lẻ tiếp. Vậy là hai ván lẻ. Lẻ này, ba tay lẻ rồi. Bốn tay lẻ rồi. Bốn tay lẻ, một tay chẵn. Lại thêm một tay lẻ nữa, thế là cầu 4-1-1 này. Đó, anh em cứ bám trụ cái bám trụ cái cầu nó chuẩn một tí. 1-2-3 1-2-3 thì tay này sẽ là về về chẵn này. 1-2-3 thì sẽ về chẵn này, chuẩn chưa anh em. 1-2-3 sẽ về chẵn thì tay này sẽ về lẻ này, chuẩn đét đúng không ạ. Ok, test nào, chuẩn chẵn này. Đấy, mình bám nó chắc cái là anh em đánh nó khác hẳn luôn anh em ạ. Anh em bám cái đánh khác hẳn luôn. Chẵn không? Không phải là chẵn. Lẻ à? Ô lại là vì chẵn này ảo thế nhỉ? Cầu chạy ảo quá anh em ạ. Khó mà trôi được cái giai đoạn cuối này. Tại vì cầu đang chạy ảo thì khó mà trôi lắm.
cái vấn đề ở đây đó là anh em, khi anh em chơi là mình phải thật sự bình tĩnh để mình test anh em ạ. Ok, bắt một cầu 1 2 3 tay này là té thôi nhá. Quá đẹp luôn. Và tay này sẽ về lẻ 100k chốt lẻ tay cuối. Thôi, gãy rồi, được rồi. Thì mình sẽ kết thúc ở đây đấy anh em ạ, từ 475k lên lên được 1,5 rồi. Rất chi là ngon ăn đúng không? Căn bản đây nó là cái sự kiên nhẫn của anh em thôi. Anh em xem cách chơi của mình thì cái độ kiên nhẫn này rồi là cái phương pháp mà mình chơi ấy, thì anh em thấy nó ok không? Quá là ok đúng không ạ? Nhưng cái yếu tố ở đây là yếu tố tâm lý và sự bình tĩnh thôi nha. Rồi thì cái video này thì mình sẽ khép lại ở đây thôi và sẽ hẹn anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em.